Hi guys, how you doing? Today's my day off, so I'm standing at the luxury community. It's a huge difference with my area. See, this area for the rich person is living around here. So this is a playground. It's gorgeous, right? The weather today is not good when you compare yesterday. Yesterday sunshine, so but today is so cloudy. But still good, the temperature is okay, around 28, 29. When you compare yesterday, it's 33, 35, but it's okay. Yesterday is the last day for the beautiful day in summer. So now I'm staying at my friend's house. No, it's not here and over there, but I want to show you guys the awesome thing. The awesome thing is not the house for the rich area. I show you guys both of them. This is my lover. See, this is a Lexus RX350. The front of my eyes is two of them. I really, really love this designer. And the front, you can see awesome, right? So, and my left side, this is my Lexus RX350, Xbox 3, 2017. And the right side is a Lexus RX350, the top of the line for luxury trim level. This is executive, it's a 2019. This older 2017, but totally designed the same, but different. So this one, when you look at the front grille here and the under bumper, it's different because it's a F-Sport style. So this one, the luxury style. Yeah, so this is my Lexus. This is the other Lexus available for sales, but not mine, okay? This is my friend. Chém gió thôi, chơi tí thôi các bạn. Bây giờ mình đang có mặt tại nhà của bạn của mình. À, và mình thấy bạn mình có một chiếc xe Lexus bản lớp bản Executive các bạn. 2019. Cực kỳ đẹp và chưa có một cái vết mũi đốt luôn các bạn. Đẹp quá đẹp luôn. Thì bây giờ là mình sẽ sẵn tiện ở đây có hai cái bản S350 cùng thiết kế và hai thằng đều là bản top hết các bạn. Cái con xe của mình là bản top F-Sport 3. Đối với dòng Lexus RX350 thì nó sẽ có là chia thành hai nhánh nha các bạn, một nhánh F-Sport và một nhánh luxury bình thường. Bình thường F-Sport nghĩa là nó có F-Sport 123, xe mình là bản top F-Sport 123. Còn với bản luxury thì nó sẽ có là bản Lexus RX350, luxury, rồi exclusive. Đối với exclusive này thì nó là bản đỉnh rồi các bạn. Bản top thì nó sẽ có tương đồng option như nhau, giống hoàn toàn nhau nha các bạn. Vẫn có camera 360, cảm biến trước sau, nó có hiển thị thông tin trên kính lái, rồi cửa sổ trời panorama toàn cảnh nha các bạn. Thì bây giờ sẵn tiện ở đây nha, có hai cái con xe thế này. Xe mình là 2017 và con xe này 2019. Thì tổng thiết kế của nó sẽ hoàn toàn giống nhau về cụm đèn headlight và đèn sương mù. Cái đèn sương mù thiết kế kiểu như vậy á, là nó có từ năm 2016, kéo dài tới 2019 và tới 2020 là bắt đầu cái đèn cản này sẽ đem xuống dưới đây. Và nó sẽ là đèn bi LED. Còn đối với cả thiết kế này của mình cùng với mọi đời của mình á, thì nó không phải là bi LED, nó thầy là gương cầu thôi các bạn. Nhưng mà LED là LED thuộc dạng như xài chóa đèn á. Đây camera 360 nè. Thiết kế cái lưới tản nhiệt phía trước nó cũng khác so với cái xe của mình. Và cái cản trước sau trước này nó cũng hiền hơn. Nhưng mà xe của mình thì thiết kế nó bản F-Sport thể thao nên là nó sẽ bậm trợn hơn. Và hai cái gương chiếu hậu, xe mình sẽ sơn màu đen. Xe này không có màu đen. Vậy thôi, còn tất cả còn lại hoàn toàn giống nhau. Đây có logo F-Sport, bên đây không có. Rồi, đi qua phía sau, logo F-Sport. Cái cản sau này thì thiết kế nó sport hơn. Vậy thôi, cái phần phía dưới thôi.
Đây chủ là cái phần Chrome này các bạn. Còn ở đây thì nó sẽ không có cái tem logo Sport. Nó có hai ống xả cũng gần như tương đồng. Và cái phần ốp nhựa phía sau này nó không có đường viền Chrome chạy thôi. Vậy thôi. Và cái mâm ha, hai cái mâm. Và mâm này đó tương đồng. Tổng thể hoàn toàn giống nhau và mình thích cái thiết kế này. Nhưng một cái điều rất là đặc biệt ở cái chiếc 2019 này các bạn, mình không thể tin được luôn các bạn. Xe này đời 2019. Một chủ sử dụng và chiếc xe này các bạn có biết không? Là chỉ mới có thay nhớt một lần thôi. Thì đối với cái dòng xe Toyota hoặc Lexus á thì nó cứ 8.000 đi bảo dưỡng một lần. Thì tới lần thứ nhất là người ta chỉ kiểm tra main inspection các kiểu, kiểm tra thắng dĩa các kiểu, rồi không có thay nhớt. Lần kế tiếp nữa là lần thứ 16 mới thay nhớt. Và kế tiếp nữa là cứ 8.000 nhưng mà cứ hai lần 8.000 sẽ thay nhớt một lần. Thì cái con xe này mình nói các bạn đó, nó rất là đặc biệt ở chỗ ra km cực kỳ thấp, cực kỳ thấp. Và chiếc xe còn mùi nhựa mới luôn. Đây mình show cho các anh chị và các bạn coi. Xe này đã đi được 16.644. Có hiển thị thông tin kính lái nằm ở đây. Cửa sổ trời toàn cảnh. Và xe này là cái nội thất nó màu nâu phối với màu đen, đi chỉ đỏ. Nhìn rất là ngầu ha. Rất là đẹp luôn. Xe này của mình thì không có cái bộ đỡ đùi này. Tại bản Sport, còn xe này bản Luxury thì nó sẽ cho phép mà mình chỉnh nâng lên nâng xuống cái này để cho người lái có thể thoải mái hơn. Này, đây là bàn ghế sau. Còn căng cứng. Căng cứng luôn. Khá đẹp. Còn ngửi mùi da mới. Nói chung là cái xe này hồi nãy mình có một người bạn cũng có ý định mua và mình đem cho họ kiểm tra, họ mời mechanic tới. Ồ, đây có rèm nữa. Kiểm tra đo rồi chui dưới gầm rồi đèn rồi cắm máy test các kiểu các bạn. Cuối cùng không có tìm ra được cái lỗi lầm gì mà phải xin no hết. Giờ chỉ còn chờ quyết định thôi. Một cái lỗi lớn nhất của chiếc xe này là đi quá ít. Nghĩ sao từ 2019 tới giờ mà đi có 16-17 ngàn. Đúng không? Quá xe cua. Body xe này thì mình không có phải tả nữa các bạn. Nó không có chạy xước, không móp méo gì hết. Không có đụng chạm, không có gì hết. Không có lem liếc gì hết. Tại vì nghe lời kể rằng đây là chủ xe là một cặp vợ chồng người Tây Trắng. Bây giờ họ tới tuổi, họ không còn khả năng lái được xe nữa, nên là họ quyết định họ bán. Và lúc đó là hai vợ chồng chỉ đi một chiếc thôi. Không, họ không muốn đi hai chiếc. Xe này thì có dán 3M sẵn rồi. Dán 3M sẵn. Xe này hồi nãy mình kiểm tra mechanic thì họ nói là có phủ gầm luôn. Phủ gầm rồi. Option thì con này là chủ xe chơi cái camera hành trình của Lexus luôn. Cả ngàn đô á. Chứ không phải đùa đâu nha. Đó. Rất là đẹp ha. Giờ sẵn tiện để mình khoe xe của mình xíu nha. Đây. Xe mình là dòng F Sport 3. Thấy không? Ghế mình nó sẽ ngắn hơn, nó không có dài hơn, khía kia nó to hơn, dài hơn và nó có chỗ này. Xe mình nó ngắn hơn, nội thất xe mình là màu đỏ. Đây, sao hoàn toàn giống nhau thôi. Mà xe mình thì đi tới 112.000 cây rồi các bạn. Xe mình đi 112.000 cây rồi. Nên là không thể nào so sánh được. Ha, đó. Thì các bạn xem đi tham khảo. Thì hôm trước mình ghé sang đây mình chơi thì mình bạn mình có giới thiệu cho mình là anh đang có con xe RS350 rất là ngon, đi
16.000, mình không có tin các bạn. Mình không có tin là 16.000, tại vì từ 2019 tới giờ đi cái gì mà 16.000, đùa. Mình không tin, cho nên là ảnh show cho mình coi, ảnh khoe con xe này. Nó 16.000 cây số, không thể tin được, từ năm 2019. Đó thì anh nói là hai vợ chồng già thì ít đi lắm. Anh đi xăng xe này cũng rất là cực, đi rất là xa xôi và một ở những cái thao gọi là heo hút luôn các bạn. Và hai chồng già này bán lại. Hai chồng già thì các bạn biết rồi, nghỉ hưu chỉ có đi xe đi lòng vòng, đi chợ, đi búa, cà phê, pháo hoặc đi khám bệnh thôi. Thì thôi à. Xe này thì không có gì phải chê cả. Vỏ này vỏ all season nha các bạn, all season ha. Đây là cái đĩa phanh của nó, từ lúc mua giờ chưa có tầng thay luôn, tại đi 16.000 thay gì. Mâm zin ha, không có bị chày cấn mép gì hết. Đó, vậy thôi. Thì cái chiếc xe này là bạn mình ổng bán mà ổng không có đăng lên, nên là mình chỉ quay thôi. Rồi ai các anh chị và các bạn nào mà ở Việt Nam sắp sang hoặc là đang ở đây, đang ở Regina mà có nhu cầu tìm một chiếc xe gọi là đẹp, ít km thì liên hệ với mình để mình có thể show cho các anh chị và các bạn xem cái xe này. Thật ra Lexus thì đi không có vấn đề gì hết trơn nha các bạn. Lexus mình đi rất là yên tâm, xe này mình đi được hơn một năm rồi. Chỉ có đi bảo dưỡng thôi. Bảo dưỡng thì cứ 8.000 km thì vô làm bảo trì, bảo dưỡng các kiểu. Mấy chục đô thôi, bắt đầu thay nhớt thì nó mới lên trăm mấy thôi. Đó. So anyway, if any guys interesting this one, can you contact me or let me know? I will share the information to the owner and deal with him. Đẹp các bạn. Nhìn hết sảy của 17. Ở đây thì những cái khu dân cư mà lớn như thế này, những khu dân cư mới các bạn thấy không có cây cối giống như nhà mình đâu. Ở nhà mình thì khu mình là nó bốn mươi mấy năm xa, 50 năm rồi, nên là nó nhiều cây cối. Còn những cái khu mà build mới từ năm 2010 mười mấy trở lên đó thì nó sẽ không có cây cối đâu các bạn, thì cây nhỏ nhỏ gì thôi, chủ yếu là mấy cây cục điện, cục đèn thôi các bạn. Còn nhà thì xác xác vậy nè, nhưng mà họ build những khu này thì đẹp, nhìn nó sang trọng, các bạn thấy không, nhìn nó đẹp yên bình không. Những cái khu này là hầu như là không có người đi qua đi lại luôn, rất là yên bình. Mà Việt Nam mình nói sang thì nhìn cảnh này buồn lắm, ngán, nhưng mà ở lâu rồi thì lại thích. Như các bạn thấy nhà này để coi trang trí rất là đẹp đấy không, họ bỏ nhiều tiền để cho những cái này lắm các bạn. Đây có nè, chăm vậy không có dân, không có đùa đâu, mà lắm á. Và bây giờ mình về đây, tới giờ mình chuẩn bị đi đón hai thằng đệ mình đi học về rồi. Rồi, bye bye các anh chị và các bạn nha. Hẹn gặp lại một cái video kế tiếp.